Hạnh Cát Thánh, ngày 27 tháng 1, Thánh Angela Merici, năm 1470 đến 1540. Vào lúc 56 tuổi, Angela Merici từ chối lời yêu cầu của Đức Giáo Hoàng. Ngài biết Đức Clemente VII muốn ban cho Ngài một vinh dự lớn lao và một cơ hội vĩ đại để phục vụ khi Đức Giáo Hoàng yêu cầu Ngài nhận trách nhiệm lãnh đạo một dòng nữ tu chuyên về điều dưỡng. Nhưng Angela biết công việc điều dưỡng không phải là điều Thiên Chúa muốn mời gọi Ngài thi hành. Ngài mới từ đất thánh trở về. Khi trên đường đến đó Ngài bị bệnh nặng và bị mù. Tuy nhiên, Ngài nhất quyết tiếp tục cuộc hành hương và thăm viếng các thánh địa với tất cả lòng sùng kính hơn là muốn chiêm ngưỡng bằng cặp mắt. Trên đường về Ngài được chữa lành và được sáng mắt. Điều ấy chắc chắn đã nhắc nhở Ngài rằng không thể nhắm mắt trước nhu cầu của những người chung quanh và đừng đóng cửa lòng trước lời mời của Thiên Chúa. Ở khắp nơi trong thành phố, đâu đâu Ngài cũng thấy các em gái nghèo nàn, không có học vấn và cũng không có tương lai. Trong thế kỷ 15 và 16 của Thánh Angela, vấn đề giáo dục phụ nữ là dành cho người giàu và cho các nữ tu. Angela là người có học thức. Cha mẹ Ngài chết sớm khi Ngài mới 10 tuổi và sau đó Ngài phải sống với người chú. Ngài thực sự bối rối khi thấy chị của Ngài từ trần mà không được lãnh nhận các bí tích. Trong một thị kiến Ngài được đảm bảo là chị của Ngài được an toàn trong bàn tay Thiên Chúa và cũng qua thị kiến ấy Ngài tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Khi chú Ngài từ trần, trở về nhà Ngài nhận thấy các em gái trong vùng không có một chút học vấn. Nhưng ai sẽ dạy các em? Thời ấy thật khác biệt. Phụ nữ không được phép làm nghề giáo và các cô chưa chồng thì không được tự ý đi ra ngoài dù để phục vụ người khác. Nữ tu là các phụ nữ có kiến thức nhưng họ không được phép bước chân ra khỏi tu viện. Thời đó không có dòng nữ tu chuyên về giáo dục như ngày nay. Để giúp đỡ các em, Angela nghĩ ra một phương cách mới. Ngài quy tụ một nhóm các cô thuộc dòng Ba Francisco, đi ra đường phố và tụ tập các em gái lại để dạy học cho các em. Các cô không có tiền cũng như không có quyền thế, họ chỉ có tấm lòng tận tụy cho việc giáo dục và cho Đức Kitô. Sống trong chính nhà của mình, họ gặp gỡ để cầu nguyện và dạy học. Họ thành công đến nỗi Angela được yêu cầu đưa sáng kiến ấy để thực hiện ở các thành phố khác và đã làm nhiều người kinh ngạc. Kể cả Đức Giáo Hoàng. Mặc dù Ngài từ chối Đức Giáo Hoàng, nhưng có lẽ thỉnh cầu của Đức Giáo Hoàng đã gợi ý cho Ngài thấy rằng cần phải chính thức hóa tổ chức của Ngài. Mặc dù chưa bao giờ là một nữ tu, Hội Thánh Ursula của Angela là nhóm nữ tu đầu tiên hoạt động ngoài khuôn khổ nhà dòng và là dòng nữ đầu tiên chuyên lo giáo dục. Thánh Angela Merici từ trần năm 1540. Khi Ngài khoảng 70 tuổi, lời bàn, như với nhiều vị thánh khác, lịch sử hầu như chỉ lưu tâm đến hoạt động của các Ngài. Nhưng chúng ta phải luôn nhớ rằng, đức tin và đức ái sâu xa của các Ngài là động lực thúc đẩy và là nguồn can đảm giúp các Ngài đáp ứng với nhu cầu không cùng của con người trong xã hội. Lời trích, khi sự thay đổi trở nên khó khăn đối với nhiều người, có lẽ thật hữu ích khi nhớ lại lời của thánh nữ nói với các nữ tu, nếu theo thời gian và vì nhu cầu. Các chị phải vâng theo các quy luật mới và thay đổi một vài điều thì hãy thi hành với sự thận trọng và hãy để ý đến lời khuyên bảo.